Ngày 19 tháng 3 năm 2018, công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã ký hợp đồng thế chấp toàn bộ dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên có địa chỉ tại phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Số hợp đồng là 13/2018/HDBD-NHCT-260. Theo đó, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, bao gồm nhưng không giới hạn. Các khoản lợi thu được từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai, lợi tức của thửa đất và hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất. Các tài sản là động sản hình thành thuộc dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ. Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án, với tổng số vốn vay là 1.500 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có quyết định số 2588 QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort với tổng số vốn đầu tư dự án là 2.461,737 tỷ đồng. Số vốn đã đầu tư là 32 tỷ 187 triệu 433.139 đồng, vốn tự có là 492,347 tỷ đồng, nguồn vốn vay là 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động nhà đầu tư thứ cấp là 769,390 tỷ đồng. Qua các con số nêu trên, liệu tập đoàn Flamingo có dùng dự án thế chấp vay ngân hàng vượt quá khung cho phép số tiền lên tới 300 tỷ đồng? Thời gian gần đây, báo giới cũng phản ánh nhiều thông tin như chủ đầu tư cam kết cấp sổ hồng cho khách hàng khi mua căn hộ hay dự án có dấu hiệu xẻ núi lấp biển cùng nhiều vấn đề về pháp lý đang gây tranh cãi tại dự án này.